Thưa quý vị, xe quá khổ quá tải lưu thông trên đường làm hư hỏng hệ thống đường xá, gây nhiều tai nạn chết người nghiêm trọng từ lâu đã là nỗi sợ hãi của nhiều người dân. Trước thực trạng xe quá tải ngày càng tinh vi, đa phần chuyển sang hoạt động về đêm để trốn tránh cơ quan chức năng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tăng cường các đợt kiểm tra đột xuất, chặn bắt xe quá tải trên mọi cung đường vào ban đêm. Xe tải ngang nhiên chạy trên đường giờ tan tầm. Mặc dù biển báo đã ghi rõ cấm xe tải lưu thông từ 16:30 đến 19:30 trên tuyến đường này, nhưng tại thời điểm camera 141 ghi, những chiếc xe quá khổ quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động. Rất là mở đầu nghịch luôn, container rồi là xe bò ma nó đi thì nó bụi kinh khủng luôn. Xe tải hoạt động mạnh lắm, gây tiếng ồn mà nó đi đứng rất manh động chứ không phải không. Theo kế hoạch, trong thời gian từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2017, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông PC67, công an thành phố Hà Nội sẽ lập tổ công tác thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý xử phạt các trường hợp xe vi phạm giao thông, đặc biệt là các xe quá khổ quá tải vào ban đêm. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong số các phương tiện bị xử lý lại không có trường hợp nào vi phạm quá khổ quá tải. Trong khi thực tế, khi không có chốt kiểm tra, các xe chở vật liệu xây dựng quá tải trọng, ngang nhiên lưu thông như chảy gội cũng trên tuyến đường này. Trong một diễn biến khác, tại nút giao giữa quốc lộ 21 và đại lộ Thăng Long vào 1:30 sáng, đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam lắp đặt hệ thống cân đo kiểm tra chặn xe quá tải từ Hòa Bình về. Tuy nhiên, cũng chỉ xử lý được 3 trường hợp vi phạm có thành thùng vượt quá chiều cao cho phép hơn 1 mét. Nhiều lái xe thể hiện thái độ không hợp tác. Với em cho xe qua cân đi. Cái đấy em không dám cho qua được, bạn em bảo em qua thì em không dám qua. Em đang là người trực tiếp điều khiển phương tiện. Tất cả các cái mức quá tải đều trên 100%, có những cái xe mà quá tải trên 300%. Như vậy là thứ nhất là cái dấu hiệu xe quá tải đã có cái hiện tượng tái trở lại. Cái thứ hai nữa là cái mức độ quá tải cũng không phải là thấp, rất là cao, rất là gần như trở lại với cái mức như ngày xưa. Như vậy đây là một vấn đề cần phải lập lại cái trật tự này. Xe quá tải ngày càng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng hơn, từ việc chây ì không xuất trình giấy tờ, không vào cân, khóa cửa xe bỏ đi, sử dụng đội ngũ chim lợn đông đảo để né trạm kiểm tra. Tuy nhiên, nếu tất cả cùng làm nghiêm, tuần tra kiểm soát liên tục, chắc chắn xe quá tải sẽ không có cơ hội tồn tại.